Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Puka Gin Tuấn Kiệt diện đồ đôi chụp ảnh Tết ngày càng tình tứ. Puka và Gin Tuấn Kiệt vướng nhiều nghi vấn hẹn hò khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có những khoảnh khắc tình tứ. Gần đây cặp đôi còn thoải mái thể hiện sự thân thiết dành cho nhau. Hai diễn viên còn diện đồ đôi để chụp ảnh Tết cùng nhau. Puka và Gin Tuấn Kiệt cùng nhau diện đồ đôi và chụp ảnh Tết. Trên trang Facebook cá nhân, Gin Tuấn Kiệt đã đăng tải loạt ảnh tình tứ bên Puka. Có thể thấy cặp đôi đang diện trang phục màu tan xanh tông xịt tông với nhau. Hai diễn viên hào hứng chụp ảnh Tết và tạo dáng nhí nhố cùng nhau. Khoảnh khắc đáng yêu của Puka và Gin Tuấn Kiệt nhận được nhiều lượt thả tim của khán giả. Cặp đôi nhí nhố và đầy đáng yêu khi chụp ảnh cùng nhau. Puka và Gin Tuấn Kiệt nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào bên cạnh đó puka và gin tuấn kiệt còn bị khán giả soi được những chi tiết cho thấy cả hai đang sống chung nhà cụ thể hai diễn viên đăng tải tại nhà riêng nhưng có bối cảnh trang trí giáng sinh lại giống hệt nhau những vật trang trí trên cây thông noel cũng hoàn toàn trùng khớp nhau do đó người hâm mộ nghi vấn rằng cặp đôi đang sống chung một nhà puka khoe ảnh trong dịp giáng sinh vừa qua cây thông noel giống hệt với hình ảnh của gin tuấn kiệt nam ca sĩ đăng ảnh tại nhà riêng của mình giống hệt với bối cảnh của puka Trước đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt thường né tránh mỗi khi được hỏi về chuyện hẹn hò của mình. Họ không đưa ra câu trả lời chính xác về mối quan hệ, Kim Tuấn Kiệt từng chia sẻ, đã là tin đồn rồi thì bây giờ em có nói gì đi nữa hay phủ nhận đi nữa thì mọi người sẽ nói mình xạo. Còn em mà đồng ý thì mọi người sẽ đó thấy chưa vậy mà giấu. Nghĩa là dù trả lời thế nào thì mọi người vẫn sẽ công kích được thôi. Nên cứ im lặng thôi, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, không có giải thích. Trước đây cặp đôi thường né tránh về chuyện hẹn hò của mình. Hiện tại cả hai là bạn diễn ăn ý của nhau và thoải mái xuất hiện chung puka đến dự sinh nhật của gin tuấn kiệt tuy hiện tại vẫn không lên tiếng về mối quan hệ của mình nhưng cặp đôi thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau puka gin tuấn kiệt thường xuất hiện thân thiết trong những buổi tụ họp với các đồng nghiệp không chỉ vậy puka còn được gin tuấn kiệt thắp tùng trong các sự kiện giải trí cả hai công khai sánh đôi cùng nhau khi đi thảm đỏ puka được gin tuấn kiệt thắp tùng trong các sự kiện cặp đôi thoải mái xuất hiện chung với các đồng nghiệp Puka và Gin Tuấn Kiệt được rất nhiều khán giả đẩy thuyền vì sự đáng yêu và độ đẹp đôi. Người hâm mộ mong cặp đôi sẽ sớm tiết lộ về chuyện tình cảm của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.